Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin thay thế cho máy hút bụi của hãng Dyson, có phiên bản là Dyson V8, SV10. Và đây là viên pin chính hãng do Dyson sản xuất và phân phối. Hiện tại thì Dyson đang bán viên pin này với giá 125 đô. Tuy nhiên có nhiều đợt sale nên các bạn có thể mua được giá tốt hơn tại gia dụng nhà Việt. Đồng gói chúng ta sẽ có sách hướng dẫn thay thế và kèm theo là các con ốc để các bạn thay thế nếu trong trường hợp mà chẳng may mất ốc chẳng hạn. Đây là gói chống ẩm. Và đây là viên pin dành cho máy hút bụi Dyson phiên bản V8 hay gọi là SV10 đấy ạ. Pin máy Dyson thì được đóng thành khối, trong này sẽ có nhiều cell pin ghép với nhau. Chúng ta thấy có tích hợp cả cổng sạc. Đây là công tắc pin. V8 bấm thì nó không xanh đâu, các bạn phải lắp vào máy nó mới chạy được. Bấm không tác dụng gì cả. Do là pin chính hãng nên các bạn thấy mức độ hoàn thiện rất là sắc sảo. Chúng ta thấy cái chữ Dyson rất là nhỏ được in ở trên thân của pin. Ở mặt sau của viên pin chúng ta sẽ thấy được điện thế và dung lượng của pin là 2.800 mAh. Pin này là 6 cell pin ở trong SV10 và đây là Dyson V8. Để thay cái này thì các bạn sẽ tháo các con ốc ở cái vị trí này. Đây là một ốc này và hai ốc ở phía dưới đáy của pin cũ. Đây, có hai cái ốc nữa đây. Và sau đó rút cái viên cũ ấy ra và lắp ráp pin mới vào. Vặn lại ba ốc như cũ. Đây là ốc sơ cua này. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin thay thế cho máy hút bụi Dyson V8 SV10, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.